Xin chào các bạn. Giá trị của một trường học được ghi nhận từ hai phương diện: thành công của sinh viên đã tốt nghiệp và bề dày lịch sử của nhà trường. Thì Seneca College đã đào tạo được hàng ngàn sinh viên kể từ ngày thành lập năm 1967 cho đến nay. Sau khi tốt nghiệp thì sinh viên của trường đã trở thành những nhà quản lý, phi công, nhà thiết kế thời trang, cảnh sát, phóng viên và doanh nhân thành đạt. Hôm nay thì Tân Đại Dương sẽ cùng các bạn tìm hiểu về chủ đề vì sao nên chọn học cao đẳng Seneca College nhé. Vì sao bạn nên chọn học tại cao đẳng Seneca, Canada? Thứ nhất là trường cao đẳng kinh doanh thương mại lớn nhất Canada, được chính phủ công nhận và tài trợ. Thứ hai, học phí phù hợp hơn so với các trường khác và tiết kiệm được 2.000 đô Canada một năm cho sinh viên quốc tế. Thứ ba là sinh viên tốt nghiệp tại Seneca nắm giữ các vị trí hàng đầu trong chính phủ, đại sứ, các doanh nghiệp lớn tại Canada. Và thứ tư là trường cao đẳng duy nhất được thừa nhận tại tổ chức trao giải Thượng viện Hàn Lâm Oscar vào năm 2005. Thứ năm là có các chương trình học đa dạng, đặc biệt là chương trình thực tập 4 tháng có lương khi vào năm 2 và năm 3. Thứ sáu là cơ sở vật chất được trang bị hiện đại, giúp cho sinh viên tiếp cận được với nhiều phương pháp học tập tiên tiến. Và thứ bảy là học phí hợp lý cho sinh viên quốc tế. Thì các chương trình đào tạo và kỳ nhập học tại Seneca College như sau. Thứ nhất là chương trình tiếng Anh ELI, được thiết kế với 8 cấp độ. Thì ELI dành riêng cho sinh viên quốc tế chưa đủ điều kiện đầu vào tiếng Anh. Sau khi kết thúc level 8 thì bạn sẽ bước vào chương trình đào tạo đại học, cao đẳng của Seneca mà không cần phải nộp thêm một chứng chỉ tiếng Anh nào cả. Thì kỳ nhập học cho khóa tiếng Anh sẽ rơi vào các tháng 1, 3, 5, 7, 9 và 11. Sau khi đã đủ điều kiện về tiếng Anh thì các bạn có thể vào thẳng chương trình cao đẳng đại học và chứng chỉ nghề ở các lĩnh vực như sau: thiết kế nghệ thuật, hàng không, kinh doanh, dịch vụ cộng đồng, thời trang, khoa học sức khỏe, quản trị nhà hàng khách sạn, công nghệ thông tin và truyền thông, luật, quản lý hành chính, giáo dục khai phóng, khoa học và chuyển tiếp đại học, cơ khí và chế tạo máy, thông tin và phương tiện truyền thông, nghệ thuật biểu diễn, công nghệ khoa học và kỹ thuật. Và các kỳ nhập học cho cao đẳng và đại học cũng như chứng chỉ nghề là thường kỳ nhập học sẽ vào tháng 1, 5 và 9. Thì yêu cầu đối với khóa cao đẳng thì tiếng Anh bạn cần phải có TOEFL 550 hoặc IELTS 5.5. Đối với khóa đại học bạn cần phải đáp ứng được tiếng Anh TOEFL 550, IELTS 6 chấm. Và khóa sau đại học thì sẽ cần TOEFL 580 và IELTS 6.5. Thì Seneca là một trường cao đẳng công lập lớn nhất tại Canada, dẫn đầu về giáo dục bậc sau trung học. Tại trường, học sinh sẽ được học tập trong một môi trường học với quy mô lớp học và phương pháp giảng dạy đa dạng, chương trình học sáng tạo và thách thức tạo đà cho sinh viên sau khi tốt nghiệp, thích nghi được trong môi trường làm việc mang tính quốc tế. Trường cung cấp trên 140 chuyên ngành đào tạo từ bậc đào tạo nghề, cao đẳng, đại học và chương trình sau đại học 1 năm tại tất cả các trụ sở của trường. Học sinh sẽ được học tập trong môi trường học với quy mô lớp học và phương pháp giảng dạy đa dạng, chương trình học sáng tạo và thách thức tạo đà cho sinh viên sau khi tốt nghiệp thích nghi được trong môi trường làm việc mang tính quốc tế, và học sinh học tại trường có cơ hội tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm thông qua các chương trình hợp tác cũng như thực tập tại trường. Để hiểu rõ hơn về chủ đề vì sao nên chọn học tại cao đẳng Seneca College Canada, hay các bạn còn thắc mắc về thủ tục làm hồ sơ, các chứng minh tài chính, thông tin về trường khi du học tại Canada, thì các bạn hãy liên hệ ngay với các chuyên viên tư vấn của chúng tôi theo địa chỉ Công ty Tư vấn Du học Hàng đầu Tân Đại Dương, chi nhánh tại quận 1, Mặt Tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, qua số điện thoại 028 38 48 48 79 hoặc 0989 006 890, hoặc chi nhánh tại quận 5, số 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, điện thoại 028 38 38 2080 hoặc 01665 157 271. Hoặc có thể truy cập vào website tăndạidương.edu.vn, tddvn.com hoặc visacanada.edu.vn. Và lưu ý là Tân Đại Dương không có chi nhánh nào tại Hà Nội nhé. Xin chào các bạn.